chiến sĩ công an vì nhân dân quên mình, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, hạnh phúc của mọi người là niềm vui là sống, là phương châm hành động suốt cuộc đời chúng tôi. Luôn tận trung với đảng, vẹn nghĩa với nhân dân, dũng cảm và mưu trí, lập nên nhiều chiến công. Hiểm nguy không xa gì, vượt qua ngàn gian khó, chiến công bao hiểm nguy, công an nhân dân Việt Nam trải qua. Người chiến sĩ công an vì nhân dân quên mình, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, hạnh phúc của mọi người là niềm vui lẽ sống, là phương châm hành động suốt cuộc đời chúng tôi. Luôn tận trung với đảng, vẹn nghĩa với nhân dân.